sáng ngày 12 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường khai mạc giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân năm 2024. Dự khai mạc có các đồng chí Đỗ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Chí Thái, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở các xã, thị trấn và 12 đoàn vận động viên tham dự giải. Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phan Bá Nam, trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, giải thể thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng tháng công nhân năm 2024, tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, người lao động xã, thị trấn. Ngày sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trận thi đấu bóng chuyền hơi vòng chung kết nội dung phối hợp nam, nữ. Các vận động viên đến từ công đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã đem đến cho khán giả những màn thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, đầy kịch tính, thể hiện tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, cao thượng, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Sau một ngày tranh tài sôi nổi và đầy hào hứng, kết thúc giải, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia thi đấu. Thông qua giải thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, đoàn kết, hăng say luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện ngày một phát triển.